Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà, cô, chú, anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Trời ơi, cái trăm ngàn con người ta đổ về Đại Nam sáng nay, cô, chú, anh chị ơi. Đây. Trời ơi, kẹt xe luôn rồi. Quá trời rồi. Trăm hàng ngàn người đổ về Đại Nam sáng nay. Bên cổng giữ nữa kìa. Bên chỗ đậu trời xe. Trời ơi, bên chỗ đậu xe kìa. Rồi, kẹt xe luôn rồi. Trời ơi, bên kia kìa cô chú anh chị, ở bên chỗ đậu xe kìa. Quá trời con người ta luôn, trời ơi. Rồi vậy sao chừng nào vô cổng được? Vậy sao vô? Trời ơi, cô chú anh chị ơi, coi nè. Quá trời luôn, sao vô cổng được? Này đi xí sớm á, giờ sao vô? Trời ơi, kẹt xe luôn rồi. Đây mấy cái cây vô đó. Đậu đây 4 giờ luôn. Rồi sao lưng quay luôn nè. Trời ơi quá trời con người ta rồi. Nè là sao mà vô? Trời ơi chỗ giữ xe, hai bãi giữ xe mà chặt cứng luôn rồi cô chú anh chị ơi. Chạy lên, chạy càng ngày lên. Trời ơi. Cái chiều mới vô được. Rửa gì xuống, cái nắng vô, đứng cái ngồi đợi nắng. Trời ơi, vậy sao mà vô được? Quá trời là cô chú ơi. À, ngày thắng lên vậy đó. Thôi à bà con cô chú ấy coi con người ta quá chừng luôn nè. Dạ đi phải 3-4 giờ sáng á anh ơi. Lên 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 kìa. Thôi bây giờ ai muốn đi sớm vô đây, mình đi sớm mình mướn khách sạn. Mình ngủ lại. Buổi chiều là một cái hình nào. À đi mẹ con mẹ lên đầu mình ghế đây chạy chạy đường đó. Thôi à, láng láng xíu đi mấy anh ơi. Chút xíu nữa là vô tới chỗ giữ xe. Phải lên lên. Trời ơi coi bà cô chú anh chị ơi, quá trời con người ta luôn. Trời ơi. Vậy mà đông dữ hả? Anh nó gần 28 năm chịu đi sớm. Ồ, 2 giờ sáng qua là sáng đi sớm gì anh? Anh sáng anh đồ đá bánh phở đó. Ai ngờ đâu giờ lên tưởng đây chứ đâu có cùng ra đến đây thấy kẹt luôn rồi. Dễ qua đầu được rồi. Giờ có thẳng luôn quay đầu thẳng gì đó, giờ có thẳng luôn. Không đi ra nó dễ. Đi ra không được luôn á. À, chạy tí là biết chừng nào mới mình mới la được đó nè. Đâu biết có đường nào ra không á. Quá trời, bà con cô chú quá trời luôn nè. Khu du lịch Đại Nam. Nếu mà cô chú anh chị đâu có sao đâu cô, bữa nay mình đi Đại Nam chơi mà. Đúng không cô? À, đi Đại Nam chơi mà. Đi vô gặp cô Hằng mà có sao đâu ha cô. 6 giờ. 6 giờ nghe nó 6 giờ. 6 giờ tối cô Hằng mới thực hiện. Bây giờ cô Hằng đang ảnh mình rồi. Đâu cô Hằng ra làm gì? Giờ lên tới 11 giờ trưa cũng tới chảnh à. Trời ơi trời, vậy là sao không vô được? 11 giờ trưa vô. Sắp đi được nữa đây rồi, cố gắng đi.
tao đứng sau kìa, không biết tới bây giờ. Còn mấy anh, mấy cô, mấy chú đó ở phía sau biết chừng nào mới tới trên đây. Mình ở đây là đường nửa đường rồi cô. Nửa đường rồi hả? Dạ, à, tới phòng vé rồi đó. À, tới phòng vé hả? Phải đổi xe. Không, chưa 9 tháng đâu, một nay chưa trong ghe nữa kìa. Đâu là 9 tháng ở đây được, trong ghe chạy hẳn luôn thôi. Nó không có đông như ở đây. Đuôi thì bên đây rồi. Chỗ đó nhiều lắm rồi mà cái này chưa bao giờ gặp. Cái đó cô Hằng xả cỏ 10 năm về trước cũng vậy mà. Thì là cô Hằng xả cỏ hồi 10 năm về trước nó cũng y vậy. Cũng đông y vậy luôn. Lần này mới về ba hồi từ sau nữa chắc đi. Bốn tuần đi tiếp thôi, tuần ta đi lần ta chán đâu đi đâu. Mấy sao rồi đó nè, sao đi. Lên lên. Có bởi sao người ta vẫn đi nữa là miễn phí mà đúng không cô, miễn phí là người ta đi tham quan, phí là người ta còn đi nữa đúng rồi. Mấy tháng mình đi rồi đang là có tới 60 triệu rồi đó, đúng không? Rồi hàng trăm con người ta luôn cô chú chị ơi, đổ về Đại Nam tìm gặp cô Hằng. Rồi vậy lắm cô. Bây giờ cô kêu ba hỗ trợ bác cái xe mà bạn cũng là chậm rồi. Hai thằng chậm là mẹ. Trời này tuần sau mình phải đi 3 giờ sáng quá. Thôi thì sao đi 12 giờ đi. Thôi nè. Đúng rồi. Lên đây ngồi coi mỗi video nào đó mẹ 2 3 giờ sáng. Vậy là chừng nào tới? Không nhớ. Rồi ghé đi gần tới rồi. Tới phòng vé rồi. Trời ơi, cái phòng vé kế bên bãi giữ xe kế bên nè cô chú anh chị ơi, mà nãy giờ cái 15 20 phút chưa vô tới. Nè. Bà cả nãy giờ cả khoảng 20 phút rồi đó, chưa vô tới bà chỗ giữ xe. Em tới 12 giờ chưa chắc xỉu luôn. Đáng đi, đáng đi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Hỏi cho cô che dù luôn rồi kìa. Trời ơi, còn kế bên nữa à, láng đi cô chú anh chị ơi.